Đáp án chương trình đồng hành cùng phim Diều Vàng, phim Triều đại Tùy Đường tập 36. Quốc hiệu là Đại Ngụy. Câu hỏi để tham gia chương trình đồng hành cùng phim Diều Vàng, phim Triều đại Tùy Đường tập 37. Nhất tự trường xa trận do bao nhiêu người bày bố mà thành? Cách thức tham gia: bước 1, trả lời đúng và nhanh nhất bằng cách nhắn tin vào Messenger fanpage của đài. Thời gian nhắn tin ngay từ lúc kết thúc tập phim chứa nội dung có câu trả lời được phát sóng trên TTV11 đến lúc chiếu tập tiếp theo. Cú pháp tin nhắn, câu trả lời, khoảng trắng họ và tên khán giả, khoảng trắng số điện thoại để trả thưởng nếu đạt giải. Bước 2, like bài. Bước 3, chia sẻ bài về trang cá nhân. Chúc các bạn thành công!